Sau đây bong bong là tạo nia nhóm người nắng nhóm trong present để tăng cho mọi người end of love for network automation hay hay hai mối tiếp theo và theo trong cái mai dẫn đôi chia catalyst cho mọi người thơ ở network bao giờ nó automate ở network bao giờ nó smart intelligent cho mọi follow cho mọi người existing AI algorithm để kia apply nó feel chọn cái lòng mà hay chẳng network của cái miền là AI based approach bọc kê đài nhưng chẳng bài lừa topic mùi nắng nhóm trong present tệ tôn chụp mùi nắng 3GPP release 16 hay nắng 17 đại kê mention ông pi network automation concept miền proceed your call miền entity nè đại ai tục AI model ai compute AI model hay entity nè đại kê do information bởi fit cho AI model hay entity nè đại dương do output bỏ AI model tự apply lơ hay tôi mới tiết cứ AI based control đại nhóm lực là vị thi control nó từ lơ test bed anh đây thà test bed nó cứ chỉ được thà simulation tool được có network testing chẳng đại ông có phép tăng đa được ETSI được có ITU quạt phớ hay nhóm mới tiết cứ researcher nè phớ hay trong chúng ta trong bài chấp nhóm dạy pi SDN software defined network network function virtualization mobile app computing hay further related learning សម្រាប់ជួយ AI based approach ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថា AI based approach នោះត្រូវការ paradigm មួយចំនួនសម្រាប់ជួយវាយើងអត់អាចឲ្យវា stand alone បានទេខ្ញុំ flex introducing ខ្លួនឯងកើតអរគុណស្រីផងខ្ញុំឈ្មោះតាមប្រហ៊ីមថ្ងៃនេះ email របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជានិស្សិត combined master ហើយនិង PhD នៅ department software conversion សមាហរណកម្ម software នៅ Sun Chanyang University នៅប្រទេសកូរ៉េហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងមួយ3 section ហ្នឹងដែលខ្ញុំជឿថា3 section ហ្នឹងអាចជាចំណុច sub point ដែលយើងអាចយល់ច្បាស់អំពី network automation និងពី possibility បានន័យថាពីភាពអាចធ្វើបានរបស់ network automation នៅក្នុង future scenario អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយ mention អំពី 3GPP release 16អញ្ចឹង 3GPP ហ្នឹងគឺជាអង្គភាព standard មួយដែល watchdog អំពីបានន័យថាជាអង្គភាពមួយដែលកំណត់ standard សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន telecommunication ហ្នឹង follow time អាចជួនកាលគេអាច release តាក់ទងជាមួយនឹងដូចថា QoS indicator បានន័យថាចំពោះ application mission critical នៅក្នុង vehicle នៅក្នុង smart healthcare ហ្នឹងគឺត្រូវ follow standard វាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះដើម្បី ensure ថា service មួយហ្នឹងគឺ reliable ensure ថា service មួយហ្នឹងគឺបានន័យថា applicable អាច apply បាននៅក្នុង indicator មួយចំនួនដែលគេ mention ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ follow standard របស់គេហើយស្ទើរថាអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុន network provider ឬក៏ telecommunication company ហ្នឹងគឺ follow best primarily best lower 3GPP ហ្នឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ release មុនដូចជា release 14គឺដូចជា 4G 5G non stand alone release 15 5G stand alone ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង release ចុងក្រោយគឺ release 18ប៉ុន្តែ release 18ហ្នឹងត្រឹមតែជា early phase ទេអត់ទាន់មាន complete ទេនៅឆ្នាំគេ expect ថារហូតដល់ឆ្នាំ2023ទើប release 3GPP 18ហ្នឹងអញ្ចឹង release មួយមួយគឺគេមានតិច technical specification គេមាន early phase ហើយគេមានជួនកាលមានតែ overview ទេអញ្ចឹងភាគច្រើន release ដែល researcher follow គឺ release 16និង17 16និង17ហ្នឹងគឺគេមាន technical specification ឲ្យបានន័យថា allow ឲ្យ researcher ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹង follow specific បានអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថា release 16 release 16ហ្នឹងគឺមាន feature ច្រើនទាំង new radio enhancement for ultra reliable low latency communication សម្រាប់ industrial IoT ចឹងទៅ requirement ឬក៏អាចនិយាយបានថា specification feature សម្រាប់ apply នៅក្នុង industry ហ្នឹងត្រូវការអីខ្លះគឺគេ mention នៅក្នុងហ្នឹងដែលជា technical standard ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើង focus ត្រង់ចំណុច main របស់យើងគឺ enabler for new vertical ឬក៏វាមានក្នុង session ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ជ្រាប network automation នៅក្នុងហ្នឹងដែលជា phase 1ដែល release ដោយ 3GPP ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាឯកសារ support ដែលជា technical release ដែល title របស់វាគឺ technical specification for study on enabler for network automation ហ្នឹងសម្រាប់ 5G ដែល release នៅ
khai bộ mối cho năm bị bọn đậm buồn chẳng nơi không nâng à nhóm nhóm quote do chúng này sống khán cứ kê kê bởi vô dương tiện tông một deployment use case về để dân trong apply network automation nâng cứ dân do information vì analytic function nâng do thầm hết hay anh ấy cứ network data analytic xem ra QoS provides an ứng dụng cho dùng dùng tool việt đào đặc biệt này, cứ game mình identify procedure call. Chẳng hạn chế bản thân đại nhóm present release đáp một release đáp và nó cứ việc đôi chỉ overview muốn chẳng nhóm admin từ do figure procedure call rồi còn function do một hàng hay chế detail này bản thân nhóm chế bản thân nhóm chạy lại tại toàn một overview có đôi chỉ survey. Thà bản thân là dùng chạm vào rộng phía nắng dùng ai từ bè từ lưỡi ai cả sana class rồi có dương ai từ research more sản phẩm dương trong research anh chẳng dương cụ từ anh sang này để kê relate một network automation nàng là nhưng mà tao tiết cứ release đập file chẳng anh ấy cứ network automation phase one anh chẳng về release đập file nó đợi tôi chỉ chấp đam release này trong năm vi phần đập buồn hay release đập file nó có toàn chấp đấy kê bắt to đập vi phần phải pì bàn chấp anh chẳng release đập file nó có kê mention ở pin network automation sản phẩm 5G nó phase 2 đại kê specify clear more cho người ta ba chương một chẳng anh ấy cứ chỉ khai box đi chỉ việc thấy hay document tầng ao nó cứ dân anh access bán hay document box đi trong cloud nó cứ kê mention là nhầm vô lượng scenario mới để tông chuẩn mới nó network data analytic function functionality split đại nơi không có sự gì khó nó bạn chỉ tới dân thử ca basic knowledge đã tôn cho mọi năng service based architecture đài nhưng chỉ tôi tới là những cô này này một cái nào chẳng tiện tôn mỗi service based architecture dân thử cho vì ca convert rồi viên future core network ưu tiên hoa thế nơi không 5G khó cứ cái chuyển đổi máy đã xa ưu tiên hoa thế access and mobility management function, session management function. Chẳng kê miên mùi tiết cứ service based architecture. Chẳng cứ kê proposed interface thamay tệ tôn cho mùi nâng network analytic management function, kê miên network slicing management function interface. Hay ảnh ấy kê miên interface bọc kê unborn nâng xung rạp connect mobility cho mùi user device, ăn thu nâng xung rạp connect chỉ mỗi lần chỉ node B anh chẳng tới next generation node B hay session management function nó sản phẩm connect chỉ mỗi lần user plan function nhưng mà chia sẻ phong bụi anh dễ ban tha anh ấy toàn dùng concept về service based architecture ban dùng ad dùng từ network automation nằng rồi ấy network automation nó cứ kiểu apply mentally đào miên session management function chỉ tu tới nó không LTE system cứ admin access management function admin session management function thế kịp ra đối với mobility management entity miền home subscriber server in chẳng tờ tại đợt lấy nơi không phải chỉ cứ cái bài từ lượng interface on đằng unborn unto anh ấy đối với unfor nhưng và mình unsay unfor lại nâng hay và toàn một tiết network cứ bài từ lượng service based nâng ảnh chẳng service based mình entity chọn hay entity để dùng focus từ lượng network automation nâng cứ network data analytic function nâng ảnh chúng group release đập vào mối release đập vào cứ cái bài từ lừa nặng đập bài thua network automation nặng chúng service based anh chạy ban tha service based architecture cứ ban information tràn vì interface on nặng để toàn mỗi một bài thì bao user để toàn mỗi information bao user plan function cứ cái ban information tràn này sản phẩm execute sản phẩm compute AI model bao user entity này nặng để sao we connect tha group possible information này chẳng là mấy enable network automation bán cứ chạm bách thử miếng service based architecture cho mỗi nâng interface làm bây connect cho mỗi nâng access and mobility management function hay nâng session management function chẳng là lấy use case scenario mỗi dây tớ không thể lấy đọng phó nâng kêu mention solution chẳng hay nhóm lượng cho anh ấy mỗi đọng bây mỗi giấy để primary dương bài main bài bảo chứng cứ chấm đoạch tìm của mỗi phần bảy nâng cứ machine learning model require data collection and model training hay machine learning model response. Chẳng hạn đấy cứ detail là description bỏ interface mỗi mối. Nhì, tìm vào mối tìm phá tìm bảy nâng hay dân. Vậy tới main concept bỏ viết cứ
Young ad connect, young ad separate, no network data analytic function, young admin interfere, inference function, yeah, admin training function, hina, training function P, no entertainer. Jung, go function the honor, good case separate high, high young quantity, young to load, young to send request, some rap, young jump man parameter, some rap training parameter, two bandit parameter, bot data, feature, young ad some parameter, a class P. Session management function, pre access and mobility management function, dùng some data class rap process, model training bỏ dùng. Hypertomatic, dùng yêu we convert, dùng yêu we compute, no training function, how you respond mau vậy. Next, chung like table by, process yêu table by. Chan ung kuji, sample mui. I ngay chung, tông một session tìm mui, and yum chung jay free relay up a moon, dump fun, kuyum chung, JMP session management, session service based, service based architecture, to more than can apply machine learning, no clone, network data analytic function. Jangai, to more than can apply, and go into a set up complete that told more interface and uncle follow, okay, the often time. We came more tips and wrap and a born network automation, go young follow test by command. I jump, you show us SMTP, go that don't you more than AI control. By standard organization testbed and just session nó cứ dùng dạy pi lesson pi standard organization testbed sẵn hay researcher work dùng dùng dạy nó slide top chứng we mean testbed chơn bỏ international telecommunication union ITU rồi có ETSI là việc bên phía European telecommunication standard institute chứng dùng lực vô vậy tới testbed nó anh dạy mình tha testbed thông chuyên kê sản phẩm autonomic network management của ban đại phụ ấy vì cái ban thua dụ hay cái ban specify chương kế cái hai thà test bài nó mình thua thà gà nè nó bị bệnh bảo viết cứ generic autonomic network architecture chẳng đơn giản ấy ETSI cứ chỉ entity mới đại bằng cách để introduce network function virtualization chẳng ban đây thà ca thua gà nè test bài nó cứ primarily bài từ lửa better lơ ở năng một chứng anh ấy học viện bảo vệ operate system support operating system support hay là business system support chứng cứ kêu vô service requirement vì đang máu hay xong process test bed bỏ kê nè chứng test bed nó nhôm xong vậy trú anh ấy vì global view xong rap different model bỏ kê chứng anh ấy đã tôn chủ môi nâng decision making entity anh ấy đã tôn chủ môi nâng âm ấy đó đôi chỉ manage entity chẳng ai cứ primarily bao cái cứ cái access service requirement POSS chủ môi nâng BSS nâng máu hay cái compute nâng không decision making entity bao cái nâng hay min node gà na nâng min node bao viết đại min manage entity xem ra process AI model nâng năng hành chứng anh ấy cứ chơi introduction môi hiện thế còn ta chia overview xem rap gà na test bài năng này main purpose xem rap bằng hai vì năng cứ nhung trong tập vì cả vì vượt có đôi chia standard môi chủng luôn để dùng ai follow ban về để dùng trong research để tạo một network automation năng dùng ai do năng thua chia fundamental rồi còn thua chia standard xem rap ai dùng follow thế rồi ấy bên nào để dùng process vượt trong process AI nó không network dùng chăm bách thử đóng hay thằng interface nào khác để ai gather data feature xem rap input của ấy bên nào để dùng vậy vì AI vì thử cái input vì thử cái computing model hay vì thử cái output đây dân dân thử đăng thằng interface nào khác để ai do input data nó xem rap đại cho không machine learning model nào dùng bàn hay entity nè để ai allow ai dùng execute AI model nó không network communication nó hay về để dựng ban output machine learning nó decision making policy nó dựng apply từ lửa ấy chuẩn các cái apply policy nó từ lửa resource allocation offloading decision rồi còn minimize energy consumption chẳng từ chẳng bạn bay resource allocation bán dựng apply action dựng apply output bao giờ nó từ lửa entity ấy kì chẳng cứ năng cứ chỉ main relation rồi còn dạng gì mà thay interaction gap sap shop kia chúng bên nào để dựng ban an rồi có dựng ban vô làm việc gần nhất bạn đang tới dựng admin cũng đặt tha đồng bay apply AI ở khả năng
autonomic network architecture bán dân thờ ca cho service requirement vì OSS được gọi OBS dân execute một đại bộ dân entity này là entity nô chẳng ta chẳng chỗ đó sẽ xanh và tốt cứ researcher work cho researcher work nói cho nói nhưng cái tâm biến algorithm cho anh cái thuở xung nạp data traffic classification đại pra AI routing optimization chẳng ta ta nhưng do main focus mỗi này nhưng có deep reinforcement learning chứ deep reinforcement learning nó cứ cái thuở xung nạp resource allocation cái thuở xung nạp computation offloading cái thuở xung nạp energy efficient rồi có latency efficient control đó chẳng tệ tông mới primary concept robot deep reinforcement learning cứ dân thờ ca đang làm với entity bảo vệ tệ tông mới epsilon gradient deep learning function approximation hay là set up environment chẳng dân từ bộ lái cứ dân thường mấy ở dân set up environment ở đối tên bạn chạy bạn tha thường mấy ở đối bùng phọt chẳng hết tên nâng network environment nâng anh chạy bạn tha bằng network environment bao dân thời ca gạt information bị entity ná cứ dân set up percentage scale rồi có exact number nâng do mọi input ở agent bao dân à lấy chúng phù hợp figure nếu không nâng vô nâng slide bật tốt ai bắt đầu nó cứ để trong tim mối bên này là dân dạy bị deep reinforcement learning dân thời gian bị component bao vía miền state miền action miền reward miền next state hai đường miền target network online network hai đường target network chẳng ai tập bộ lại hành dạy thay ai kể tới state nó mang lại thay cứ chưa anh dạy thay characteristic rồi có bộ cái lực lệ cái này robot environment bao giờ ôi vì họ thay cho sơn chạy thảo lọc trang thế ha ta deep reinforcement learning cứ cái bạn introduce lắm vì game by step bạn này tha Google research nữa cái do deep reinforcement learning nó nằm by solve game algorithm ô thì họ tha user nó robot nó nơi này chẳng chọn đại đó cô đại nó phần tay nó miền opposite chẳng cái thôi những mấy predict đại pra long term future reward nó thường mấy ở từ đó cô đại nó đợi bạn này thà optimize bạn này thà từ lươn chiến kê từ chỗ này về tới chiến kê chẳng từ chẳng cứ kê chấp đam long bị nâng tiền chẳng state nó cứ bạn này thà mấy state nó cứ chia position anh chị bạn thà position bạn này thà position rồi bỏ agent dương nâng nơi chỗ này nè ưu thì họ thà bởi dương ắt đăng position thế dương anh là mình problem ấy bởi sân dương agent bởi dương position nâng này đập bởi từ đo cô đá dương anh chị bạn thà dương từ từ mục thấy bật lăng nữa tại bởi dương ắt đăng position thế dương từ mục bộ thao thà này chia sẻ không bộ thao thà agent và dân này này agent mới tiện này này chẳng bao giờ chia dân hoạt động và di sản tế cho cái dân phép cho dân smart thà agent dân này này chẳng dân ai từ mốc với ai nào chụp open sản chẳng và chẳng hay stand nó cứ chia bộ cái lực lại cái này được ai chia feature rồi bỏ agent nào ai chia location ai chia battery ô thao thà battery bỏ robot nó battery để quạt miên rồi có ai chẳng ta hay bớt con không đẹp vợ với ai chỉ resource state mà này ta miền resource của man là không entity năng hay incoming ta năng thở ca compute resource của man chẳng tới agent bỏ dưỡng ai analyze bán này về để dưỡng bán state năng máu dưỡng ai tha ô màu từ plug này all all thì adjust chẳng up throw thì ai năng terminate ta năng chẳng chẳng thở ca gạt state năng hay action bán này ta chỉ tu tới miền researcher cứ quan ai thua chỉ increase resource rồi có decrease resource rồi có mapping từ virtual machine sang cái gì chẳng ta chẳng action nó mà này thì chỉ bật sân chỉ không game ấy từ một thôi cào lang lơi nó cứ là nó cứ action này hay bật sân chỉ report mà này thế và tôi bây giờ đâu bây giờ apply action từ một tá report tụ bao viết phần màn anh chỉ ban thế chúng nói cô tự đang bây giờ tự đo cô đang nó sao trong ngày phần màn chẳng mà sao trong ngày tới chiến ban này thì report bao giờ increase hay ban này thời dương chất đo cô đang chia hay là không network chân của được network của được kia ban này tha u thao thời dương up dương liên state bao dương ngay state nó cứ resource bao dương sao vào màn phía rồi hay tha incoming tha nó thở ca computing resource vào màn phía rồi chân tới dương ai đang tha apply u thao tha state nó được sao phía rồi tích chân action bao dương cứ increase resource năng rồi có virtual mapping ban này tha dân miền virtual machine na tận đấy cứ dân mapping virtual network function bao dân từ entity này mình dân cứ dân mapping mất chẳng phải to bị apply action năng hái tha năng
nâng trai offload chúng môi nâng virtual machine thamay để dân tâm ạ chá nâng chẳng bán này thà về để dân offload thà nâng tờ lơ virtual machine nâng phlem chẳng thà nâng cứ compute complete nâng không thì dạp bê môi millisecond chẳng ảnh nâng cứ chi reward bao giờ bán này thà action để dân apply dùm rạp state nâng thua ở dân ban bật tụ bởi thà bật tụ môi millisecond nâng đại chìa bật tụ môi là o chẳng tất cứ dân ban reward nâng màu chẳng nhầm nâng phải dấu sai và tốt ảnh này đang state ở thằng tại dân đang ấy thằng state đang ai chia resource percentage ai chia future require resource chẳng tới về để dùng bằng state đang thấy dùng vô phía từ approximate cho một online network paper class cái hai tháng main network chẳng network nó cứ ở toàn miền ai từng ở nó không exploration phase mà này thế random phase chấm hiện từ bộ cái bộ training cứ ở admin ai gài phía từng ở chẳng dùng ai miền action ở thằng tại action nó một vì mỗi đợt ăn chẳng cứ dùng đăng tải dùng action mỗi này đợt sau dùng toàn miền network bao giờ nó toàn optimize thế toàn miền hay là training ấy thế chẳng chúng hiện tập bốn cứ explore này chẳng explore cứ cái nhóm tăng về đợt ấy thì và này thành là không tham thế dùng cho action mỗi để chỉ action vì mỗi đợt ăn nó random hay dùng vô với mọi apply tại không environment bao giờ để ai chỉ ban tha agent nó không là vẫn ai chỉ perform controller rồi có orchestrator chẳng hạn chúng dùng apply action nâng phim từ environment bao dương dương ban next state đây ban này thao thì họ tha available resource bao dương và mấy anh sau cái sắp việc rồi hay future tha đại dương trong offload từ nâng thời ca resource mua việc rồi chúng action cứ decrease resource rồi có increase chúng ta của sau available chờ chúng bên này đại dương increase hay tha nâng offload hay dương nâng ban state mới mua chúng cứ dương nâng ban next state hay dương ban reward tập để dân ban hay là group A để dân ban cứ dân đừng store việc tục của ấy dân đang sẽ với reinforcement learning cứ study from experience vì anh miền input vì anh miền ấy bên tay về thời ca state nó nằm bay store tha ô chúng mình state bên này dân apply action bên này vì là o và bên này vì miền reward là o và bên này chẳng dân store viên nó experience batch để ưu tiên hoa tha time tìm mối thi mà mối cứ dân ban s mối action tìm mối à chẳng state nó cứ dân ban một đạn nơi này action đại dương random từ bốn hay một tổng report mà này đại dương calculate mà nó hay nó next state chứ là nó cứ experience bài phần tay bên này đại dương follow chỉ muốn nó macro decision process cứ get out dương keep state bảo dương a môi a p a bay thì phụ ấy concept là bảo macro decision process cứ group state tầng ấp cứ irrelevant clear thì mà này thì final đầm bay approximate st plus mối dương ắt thở k p s mối hoặc đó st đây dương thở k tại st state trong khối thì chẳng dương thở break sequence bởi vì cái hai tháng mini bạch trong mini bạch nó cứ break sequence ở miền ở dương tận nào cái chẳng tê vì thở khối algorithm ở dương chẳng ai giải thay y mối miền y bay rồi miền y và mối in chẳng tận chẳng cho đó network nó ban này tha experience bạch bao giờ nó cứ ST, AT, chỉ muốn OT cứ dùng input với chỗ online network hay dùng rạp ST plus next step cứ dùng input với chỗ target network nhìn chẳng tìm môi ST nó cứ dùng miền action hay nè nhìn chẳng ban đây tha network tìm môi nó cứ ở thở ca compute ở thở ca approximate AT còn tại dùng chóng minimize lọt thì goal rồi bỏ online network cứ nhìn chẳng nhìn chẳng ban đây tha dùng rạp state nơi tham thi nó cứ dân miền ri xả hai dân miền action để dân thở vô hai vậy chẳng phở bỏ viết cứ sầm nắp khác chủ lệ lo trong đăng target chú và dấu cho môi năng existing này, để dân apply action AT này ta lo bỏ viết bằng màn để thay ad optimize ad là o màn hay bật tổng một tiết ST plus môi ST plus 1 chẳng ST plus 1 nó cứ ad to miền action đi experience batch để dân robot cứ việc toàn miền này cái này cứ dân khoảng tha ưu tiên hoa tha robot bao giờ nó cứ nơi không position môi nó dân ao việc từ mức viêm cần lại viêm cần state từ ưu tiên hoa tha từ cả là môi tiệt đây chẳng dân toàn đăng thà action ấy cua vô tiệt đây chẳng cứ dân chấm hiện thông bao giờ cứ dân thường make approximate action sản phẩm ST plus môi đang ở bàn chẳng ST plus mối cứ fit cho online network cái kiểu fit cho network mục tiêu cái hệ thống target network chẳng target network nhưng mà chia sẻ phong nhưng mà bạn vật chạy cho mọi người notation tầng ảo nắng tạm bất tả nắng cứ chia work mùa này nhầm có phụng riêng về việc đá hay anh ấy đối cho thay resource maximum, resource minimum, resource current, resource allocate, resource bottom is
computing resource requirement សម្រាប់ virtual network function ឬក៏ computing model នឹងត្រូវការ resource ប្រមាណ អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯង ដែលជា example state មួយសម្រាប់យើង ធ្វើ reinforcement learning នៅក្នុង network field គឺយើងត្រូវការដឹងទាំងអស់ហ្នឹង ហើយ វិធី ធ្វើ មិន ឲ្យ ដឹង ពី information អស់ហ្នឹង ខ្ញុំ នឹង បញ្ចូល នៅ session បន្ទាប់ ព្រោះ ឯង ពេល ដែល យើង ចង់ ប្រភព អី មួយ ដែល តាក់ទង ជាមួយ deep reinforcement learning ចាំ បាច់ បំផុត គឺ យើង ត្រូវ ដឹង state យើង ត្រូវ ដឹង action យើង ត្រូវ ដឹង reward ហើយ យើង ត្រូវ ដឹង transition probability បាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង state មួយ ហ្នឹង បើ យើង apply action ហ្នឹង តើ probab ដែល transfer ទៅ កាន់ st plus 1 ហ្នឹង transfer យ៉ាង ម៉េច បាន ន័យ ថា we at simple ដូច robot ដែល យើង ដែល ខ្ញុំ លើក ឧទាហរណ៍ ហ្នឹង ឯង robot ហ្នឹង ស្រាប់ ហើយ បើ ថា action មាន 4 ទៅ មុខ ទៅ ឆ្វេង ទៅ ស្ដាំ ទៅ ក្រោម ពេល ដែល យើង apply action ព្រាម វា ដឹង ឲ្យ ទៅ មុខ តាម ហើយ វា នឹង កល state ហ្នឹង ឧទាហរណ៍ ថា វា ជា coordinate អញ្ចឹងទៅ យើង អាច ដឹង ថា អូ កល 5 ជំហាន ទៅ វា ទៅ 5 ម៉ែត្រ បន្ទាប់ តែ សម្រាប់ network គឺ អត់ អញ្ចឹង ទេ វា អត់ simple អញ្ចឹង ទេ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ មាន transition probability ថា ពេល ដែល យើង apply action ឧទាហរណ៍ ថា st យើង apply action at តើ វា នឹង កល ទៅ st plus 1 នោះ ប្រមាណ %? គេ ហៅ វា ថា transition probability អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ ដឹង អា 4 criteria ហ្នឹង អញ្ចឹង អា នេះ ជា st ដែល ខ្ញុំ define ហ្នឹង ហើយ action ដែល ខ្ញុំ define គឺ action នឹង គឺ មាន offloading decision បាន ន័យ ថា selective node ថា ទៅ node មួយ ណា មាន resource increment adjustment ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ primary action របស់ ខ្ញុំ ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម និយាយ ត កន្លែង នេះ អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី ចេញ ពី online network មក ST plus 1 នេះ នឹង fit ចូល ទៅ ក្នុង target network របស់ យើង នឹង សម្រាប់ approximate action នៅ ក្នុង q learning ធម្មតា គឺ គេ target network នឹង គឺ គេ បូក ចូល គ្នា តែ សម្រាប់ double q learning មួយ គឺ គេ separate គ្នា វិញ គឺ គេ អា មួយ អា target network ទី 1 គឺ សម្រាប់ calculate action value បាន ន័យ ថា x max ឧទាហរណ៍ ថា robot ខ្ញុំ យក ឧទាហរណ៍ robot នឹង ដោយ សារ ខ្ញុំ គិត ថា នឹង ស្រួល យល់ បើមិន ណា យើង និយាយ ពី network គឺ វា រៀង multi dimensional បន្តិច តែ បើ យើង និយាយ ពី example robot ដែល គេ ចំណាំ ពយល deep reinforcement learning នេះ យើង ស្រួល យល់ ចូល ឧទាហរណ៍ ថា action មាន 4 ទៅ លើ ចុះ ក្រោម ទៅ ឆ្វេង ទៅ ស្ដាំ អញ្ចឹង គឺ គេ action ទាំង អស់ នោះ គឺ គេ apply ទាំង អស់ ប៉ុន្តែ គេ មិន apply ដោយ បជា robot នឹង ឬក៏ បជា agent នឹង ផ្ទាល់ ទេ robot នោះ គឺ ជា agent នឹង ឯង ប៉ុន្តែ គេ approximate វិញ បាន ន័យ ថា action ទាំង អស់នោះ គេ input ទៅ គេ ដឹង ថា អូ input ឲ្យ អត់ ល្អ អញ្ចឹង ទៅ គេ ត្រូវ maximize គេ ត្រូវ select យក action មួយ ណា ដែល maximize action value នោះ ហើយ បន្តមក ទៀត អា នេះ គេ នឹង input ចូល នៅ ក្នុង current q value អញ្ចឹង ដើម្បី បាន target value បាន បាន ន័យ ថា យើង យក អា reward បូក ជាមួយ នឹង current value ជាមួយ នឹង weight នេះ ដែល reward function នឹង គឺ បាន មក ពី computing time ហ្នឹង បាន មក ពី computing time ហ្នឹង ចា ហ្នឹង គឺ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ សម្រាប់ យើង រៀង ថា រៀង ជ្រាប ចូល ថា យើង យក state ហ្នឹង យើង define action យើង define reward នោះ ដោយ វិធី ណា អញ្ចឹង តា ចា នេះ ជា overall concept របស់ deep reinforcement learning ហើយ បន្ត មក ទៀត ខ្ញុំ និយាយ ពី researcher work ម្ដង អញ្ចឹង ខ្ញុំ លើក យក topic នេះ មួយ ព្រោះ ខ្ញុំ គិត ថា អា ហ្នឹង វា រៀង relate ដែរ សម្រាប់ network automation ហ្នឹង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង topic ហ្នឹង គេ និយាយ ពី term ហ្មិច ឲ្យ energy efficient ដែល ខ្ញុំ និយាយ មុន ហ្នឹង deep reinforcement learning វា មាន purpose ច្រើន ហ្នឹង អញ្ចឹង អា នេះ គឺ ជា example មួយ នៅ ក្នុង ចំណោម ទាំង 4 ហ្នឹង គឺ energy efficient term ហ្មិច ឲ្យ computing time ឬក៏ offloading decision របស់ យើង ហ្នឹង ប្រើ ប្រាស់ energy តិច ជាង គេ អញ្ចឹង គេ define state អញ្ចឹង ដូច គ្នា បាន ន័យ ថា state របស់ គេ អាច ជា input task size បាន ន័យ ថា data ដែល user ដែល local device ប្រុង បំរុង នឹង offload ហ្នឹង មាន ទំហំ ប៉ុណ្ណា ហើយ remaining require resource ហ្នឹង ប៉ុណ្ណា ធ្វើ ធម្មតា នៅ ក្នុង task មួយ ដែល user research គឺ បាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង task មួយ ហ្នឹង ត្រូវ មាន input task size ត្រូវ មាន require resource ត្រូវ មាន termination delay អញ្ចឹង 3 top point ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ការ ដើរ ជាមួយ គ្នា អញ្ចឹង ពេល ណា ដែល យើង ដឹង input task size យើង អាច ដឹង ថា transmit task size ប៉ុណ្ណឹង ទៅ add node ហ្នឹង ត្រូវ ការ resource ប៉ុន្មាន អញ្ចឹង ទៅ ហើយ task ហ្នឹង task size ប៉ុណ្ណឹង require resource របស់ វា ប៉ុន្មាន ហើយ នឹង maximum delay ហ្នឹង ដែល ខ្ញុំ និយាយ ថា termination delay ហ្នឹង បាន ន័យ ថា task ហ្នឹង បើសិន ជា យើង អត់ compute ក្នុង interval វា ប៉ុណ្ណឹង ទេ វា អាច នឹង terminate អញ្ចឹង reward របស់ យើង អាច និយាយ បាន ថា ប្រើ energy ឲ្យ បាន ន័យ ថា as less as possible ឲ្យ បាន តិច បំផុត ដើម្បី task ហ្នឹង អត់ terminate យើង មិន បាន ន័យ ថា ប្រើ energy តិច ប៉ុន្តែ task ហ្នឹង terminate គឺ យើង អត់ រាប់ ទេ អញ្ចឹង អា នេះ គឺ ជា proposed state របស់ គេ ហើយ action របស់ គេ គឺ offloading decision ដែរ ប៉ុន្តែ គេ offload ទៅ តាម small batch station ជាមួយនឹង macro batch station
hay application bọc cái cứ general task cái bạn specify thà thà năng thà từ lơ federated learning model rồi có thà từ lơ ai đây cái còn cái thà general task hay năng ấy chẳng hạn năng cứ chỉ propose state action bọc cái hay reward cứ cái minimize energy energy ai nó như vậy thì chắc ER nó cứ energy nó không local device ES nó cứ energy nó không small by station hay EM nó cứ energy nó không macro macro by station chẳng cái thơm mấy ai reward bằng này thật vì thế đạm vật tụ từ lời agent nó cứ thơm mấy ai energy nó việc tịch chúng này ở tịch hay action nó cứ bà sân chia ô thì hoa thay action đại nhóm dạy thay ST ô thì hoa thay state nó không ST nó cứ thở ca thay sai chúng nó quên mà rồi bit ô thì hoa chẳng tới hay và tổ mà tiết action bao giống cứ ban đây thầm rồi biết nấng nơi không là ad server chúng nó đọc nấng cứ miên tả bay thế đại miên tả mũi đại optimal trên kê ban đây thầm sao resource xâm nhập compute data và phần năng chứ dương kẻ này tiết thay energy nơi không local nơi không là base small base station và macro nấng mũi na đại optimal chẳng tới bản thân chỉ optimal tới report đại dương đã vật tụ chúng bộ decision bao giống thay offload của ấy action bao giống cứ offload đến decision chúng bản thân chỉ report bao nhiêu ở optimal thế, dương được đâu action được không next state đây, chúng bạn nên thật state top dương được đâu action đâu tới chia offloading decision từ decision tp small decision tp được vào tp bay, đầm bay ai mấy, đầm bay ai report bao nhiêu ní maximize, energy dương minimize, bên tay report cứ dương thở từ maximize đi. Nâng chứng primary goal mục đích là nhằm phần cam thay cái này dương phục ban lưu muốn đường linear optimization. Chúng bên nào để researcher trong minimize energy consumption rồi còn maximize energy consumption cứ kết tăng tình dây bí optimization về miền trái này về miền linear để dân thuộc cái thà riêng là được chỉ thạc tì đọc mua đọc bí rồi còn convex optimization chứng nhóm ưu thì họ mua linear bán này thật tốt grab môi bây ếch bộ 4y rồi thầm mấy thông chương ảnh smart môi chứng minimization ủa thôi dân trong minimize dân thơm mấy ấy ní lên của mán đo lên mán vai ní lên mán để thua ở grab bao giờ nó thông chứng thích smart mode chứng kê phá linear optimization hay concept nó cứ đôi khi nè chứng bà xanh chỉ kê maximize với những khoản tạ đồ bằng tay bên này là dân dây vì optimize dân thở ca constraint thở ca lẹ khăn mấy khá ủa thơ vai nó thở tạ thông chứng rưu smart prime nhóm ủa thì hóa ấy nó thở tạ chưa chùm nôn cốt với chùm viên anh chân tạ chúng anh đang tạo nó cứ constraint một đại limit mình tên chẳng researcher khác bên nào để quạt trong optimize bên này ta quạt trong optimize energy consumption quạt ai para convex optimization quạt ai para optimization same say bên tai reinforcement learning quạt ai chuẩn nuôi anh đang bàn này bên tai mình chuẩn nuôi để sao dùng thời ca constraint dùng thời ca para optimization anh đang tiếp cứ để sao experience bên này thà nơi trong training đó experience để apply action ủa thì họ để nhóm ủa thì họ môn đang đó cứ vì optimal lên chẳng kê nâng optimize data experience cái optimize data deep neural network để chia approximation. Chẳng cho phía chọn cái phở David Enforcement Learning nó đồng bây chủng đồ optimization algorithm. Chẳng nơi cái nông phở và tốt cứ tệ tổng mùa nâng reinforcement learning xâm rạp task offloading in mobile computing. Chẳng lấy dương ai chung ngọt bán ấy thà dương ai chung ngọt ai bây giờ dân sẽ đạp tới cái hiện trường là possible mấy đồng bây apply deep reinforcement learning thử mấy ai dân ban state năng bản nơi không nên vào architecture năng thử mấy ai dân apply action năng bản thử mấy ai dân calculate reward năng bản chẳng mình researcher một chút muốn kia lịch test bài bỏ kê máu cứ kê miên là mùi dúa xâm rạp gạt ở state information để ban mau bị add node để ban mau bị divide đi femto by station chẳng thời mấy ai ban state năng dùng làm compute AI model deep reinforcement model bảo kê chẳng cứ kê install đặt ra SDN paradigm năng hay kê install edge cloudlet module được gọi task monitoring module hay anh ấy nhóm capture bị trong journal bảo kê nhóm thời ca remove này cái này nó ập chém mơ ắt lộp. Dạ là dạ ắt ấy đi phim anh vậy. Ba to ba. Ô này lộp màn. Nâng ảnh chăng module สําหรับ gather state ព្រោះយើងចង់ apply agent deep reinforcement learning របស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថា
thử mấy ở ban state năng mau group chủng nôn để dương trong ban á đồng bây ở agent bao dương ở phía sẵn tôi tại dương observe state nó ở vị trí này chắc thử mấy ở ban state information năng bạn dân cư dân thử cá mùi dùa năng ai đại dương ai apply bài tài lợi SDN rồi có RIV chẳng tật chẳng for example task monitoring module chẳng task monitoring module nó cứ responsible đồng bây collect user user equipment task information chẳng cứ dân miền mùi dùa đi ai dùm rập gather state bảo dương nâng chẳng dân thử specify module bảo dương thả ô dân ban state nó được xa task monitoring nó cứ đại xa SDN paradigm nó cứ miền open flow and ball nó lại này hay chẳng ban này thay cluster head rồi có open virtual switch bao nhiêu anh gather information của bao user nâng ban hay sản phẩm edge cloudlet module của anh đang xem với thay dân đừng offload thay nâng từ không edge entity nào mồi chắc edge cloudlet module nâng cứ responsible đồng bay collect distributed edge server information anh chị ban thay nó không edge này ô thì họ thay dân chọn offload thay này mà edge này chắc dân thử đăng thay server nâng cứ nó so memory man nó so CPU man hay how much the server is loaded loaded per man hay đã toàn computer anh chạy bán thác thác nâng nâng thẻ phía rồi terminate per man phía rồi chẳng tới mùi dù nâng cứ xung khăn nâng bên nâng anh cứ xung rắp gather state nâng xung rắp offloading decision bỏ dường rồi có dường resource allocation đâm bay cũng ai thác nâng terminate chẳng tới rồi có thác terminate percentage nâng cứ việc bị minimize phía rồi tích năng anh chẳng anh cứ chơi pro mỗi tam per researcher work miễn chờ to tiệt hay anh ấy nhôm còn ao chỉ brief document bà sân là dương interesting dương anh châu mời tập nông cho non năng bán phía chọn cứ get for reinforcement learning bài năng sản phẩm virtual resource allocation năng tam bây giờ anh ấy có anh for hay dương anh for từ sản phẩm resource management chẳng tới cứ propos phía chọn cứ get bài từ cái domain important cứ cái identify state và này thà thường mấy ở ban state nắng cái propose system model thà thường mấy ở ban state nâng máu hay state nâng observe để xem một chỗ ak chẳng tới hay action và này thà p để ban state information nâng hay cái thôi chỉ action thà oh increase resource rồi có virtual machine mapping resource nâng từ virtual machine xây rồi có offloading decision thà và tôi phải dựng đăng state bỏ âm EC server mùi hai dựng đăng thả server bảo vệ nó capacity at all tế dựng đô direct dựng đô offloading decision bỏ dựng tờ server say hay reward ai chỉ thả completion time bàn này thả về để dựng apply action năng hai thả năng cứ ô thì họ thả action bỏ dựng cứ offload tờ server mùi về để dựng decision policy năng hai thả bỏ dựng nó complete at all tế chẳng bàn này thả complete time bỏ dựng cứ dựng bàn result máu cứ viên lỗ chẳng reward bỏ dựng cứ at optimal chẳng nó không step the top ST plus 1 AT plus 1 dương nâng đô action nâng rồi có dương nâng thua apply AMO dương tập chẳng phía chẳng cứ căn sắp bỏ cái cư chẳng nâng anh chẳng nhầm trong mention tích thà thường mấy ở bán state thường mấy ở action bán đây thà nhầm xong cô cái này ô thì hỏi thà dương bán state màu hai bán action hay nâng bán output màu lấy nhầm dây căn sắp machine learning với nhưng anh chảy bán đây thà dương bán training data dựng bàn machine learning model dựng bàn output nhưng chẳng ai để dựng trong đông một nó cứ training data nó dựng cả đơ mà là vị thế nè nó không network bàn này nó không network training feature data collection nó dựng cả đơ bị nè machine learning model nó dựng biên computing resource nè xong rập compute via compute resource ta dựng compute via nè entity nè hay output nó bàn này thà và tôi phải dựng ưu tiên hoa thà dựng bàn feature màu hay dựng classify rồi có dựng identify that we nó cứ chỉ mission critical and mission critical hay ta output đại dương ban nó dương nó thưa ấy chứ ở thời dương identify that we nó cứ mission critical output bao dương dương nó adjust chia virtual network function chain đại miền map chủ môn nó ban này thà virtual machine capacity nó phụ chuyên kê đảm bảo ai ensure that mission critical bao dương nó tới đó destination đòi rồi luôn chuyên kê chẳng nó đòi lươn chuyên kê chẳng cứ anh nắng hết chỉ output bao dương chúng the most important pena để dùng JP network automation cứ dùng thử đăng tải training data dùng ban mau pin nè dùng ban collect data mau pin nè hay computing entity bao dùng nè nè hay output để dùng ban machine learning nữa dùng vô việc tự apply nơi không entity ấy chúng đang hay để dùng trong interview nơi section tập tổ nó cứ NFV ban này thế về để dùng ban output machine learning mà hay dùng vô việc convert cho mình NFV model để làm adjust
service function chaining rồi có network slicing bên này là dương ban iPod mới phía chọn cứ anh chị bạn hàng đấy chưa top trending mua smart researcher cứ kêu cho viết từ thuốc network slicing năng hình chứng nhầm trên tại đào sẽ sản phẩm tốt để nhầm áo cho viết ha là SDN and LV MEC smart assisting bạn này là smart chụp nuôi AI bài học rồi bao giờ nè hình chứng nhầm còn thành dạy tôi tế tại tôi một chân raw concept bạn này là SDN chỉ tôi tới bản thân cho admin SDN tới cư chung phẩm bạc program bo control được có apply mua dùa được có gặp the information bị data plan nè hình chứng bên này là dùng pra SDN cứ viết end of open flow bạn này open flow nó cứ kể đại rồi viên controller mau data plan để kể anh hai bạn thấy device and resource abstraction layer trước device and resource abstraction viện thả abstraction nó mà này thả chạm vô là ngày mà này thả tiền vô gather vô data plan information là ngày chẳng cứ dân ai vô ba này thả ô chẳng bên này dân end ball open flow end ball tới dân ai bạn information nó xâm nhập control này hay chẳng controller bảo chẳng cứ dân ai miền information group cron dân ai miền global view từ lên network bảo giờ chúng đảm bảo apply đảm bảo assist AI bán cứ SDN nó cứ chỉ import anh mình dây tha về hiện important chuyện kê đài, xem làm những xem làm assist AI approach hay dương hay SDN LV cứ dương important bên này để dương chống thua adaptive control, virtual resource, rồi còn network slicing, bản thân chỉ admin network function virtualization tế ô tô machine learning nó dương classify traffic đứng ở thản đi. Some can any mission critical any computation intensive any communication critical dương ai đăng ấy bên tay dương admin cái này là nhóm cùng muốn đăng á iPod nắng cứ dương đăng thà dương từ configure configure winner nè chấn ban dương converge một nè NLV nè bên này là dương vậy vì NLV dương admin đôi chia network function virtual network function dương admin service function chaining sản phẩm thua network slicing chúng output đại ban một machine learning nó cứ trao ban prà đại efficient mà này tập prà đại miễn bị chậu mình tên làm bởi thua network slicing hay network slicing nó cứ là o mình tên hay covid cứ chia lát thiên bị mua đấy nhưng đặc thật này giống ban khơi nhà tới nhỏ ban mạc viên là thằng CGVP để lấy đọc một đọc và một nắng và thông tin cứ mobile computing nó cứ dùng chứng áo là SDN với NLV nó ở dùng ban mention làm việc computing resort đấy chúng machine learning model bởi chúng cứ thở ca computing đi sao nhưng mà xe đang dễ nhảy mà ta nhìn không thể cái này ai catch up mà và sau này dùng follow tạo cái này á chẳng mobile and computing nó cứ chứa computing entity mà này thế tệ to chỉ mới nó mobile cloud computing cứ Windows and cross server ta làm lắm mobile computing cứ extract the computing resource nó hay là ad network chẳng tờ chẳng mà này thế machine learning model bởi chúng ai enable ad intelligence mà đại converge vì hay ai extra resource sản phẩm ai machine learning model bao giờ nữa. Chà này cứ cho figure example, bạn này thà cluster node, mình chú information mà anh này open flow, hay connector controller nè, hay MEC server researcher tụt tới cứ kể equip với chúng mới nâng add node nâng ai chia small base station nè. Add node mình miễn chọn sensor được có small base station nâng cứ chỉ tụt tới kể equip mobile computing nâng nâng mối xâm rạp assist hay này tệ tôn mùi rút hiếp này còn ta chọn dây bí interface thông đá dương thử đang bị interface open flow interface net configuration rồi có push pull interface chân tờ thông đá dương ban anh data plan ấy chắc đồng bay ban interface on nâng cứ dương interface nâng mối đại suit ball xâm rạp device bao giờ và phép chỉ standard rồi có proprietary chẳng tới dân gather information màu hai dân RESTful API phía chọn cứ kịp vào RESTful API việc bình bảo vệ representation nó transfer protocol chẳng hãy dân vô việc nó transfer xâm nạp management xâm nạp control xâm nạp registration thì sao bảo dân ta chẳng hãy dùng dạy hiện trở máu cho nhầm xong cắt lại nền tích của ấy phần rất thích lần này nếu còn thật chiếc thu mua xâm nạp assist AI đáy bằng tay cái consider primarily từ lớp privacy bạn này thật kia ạch thua vị thi này tế kia ạch dô data, raw data vì data plan từ input cho model tế bạn ta phải tôi tự vấn kia ao dương miên kia hai thật decentralized computing chứng không data owner mùi participant mối cứ miên local model miên AI chứng paradigm nó cứ possible được gọi applicable ai mà này ta ai apply bán lúc ra tại participant tầng ớt
miễn on device computation. Bà sân chỉ ăn miễn tế cứ phần thì lần này nó ăn ai apply bà này. Nhưng mà xe này on device. Bà này ta on device computation. Chân dùng bày privacy enhanced. Bà này ta raw data ở transfer tới căn add node rồi có transfer tới nào tầng ọ. Cứ chăm bách raw data thử tầng nữ. Nông intuitive viên năng mộng chân. Đã transfer parameter để dân transfer cứ local model. Chân local model nâng transfer tới hay dân nâng aggregate rồi có cái hai tháng federated averaging. Dân nâng average với xâm rạp model bảo dân dân ọt do data từ phiêu để bảo dân tụt tới được Netflix recommendation system bảo Netflix bảo YouTube cứ anh chạy hiệu anh thác kia do information bảo user từ kia do historical log rồi có kia do khách historical information bảo dân từ chẳng hạn information tầng ọt nâng cứ general data protection regulation bảo giả hạn rộp nâng cứ kia ọt agree cho môn nâng ca process bạp nâng này chẳng bán kê relay standard để tôn mùi federated learning nâng cứ get out your information about user tế bằng tay kia thua chía local model transmission chẳng kia transfer ta model bỏ AI kia transfer data user tế nhưng trong include màu vấn tha topic nhóm người nâng cứ nhưng trong giờ cắt này tới lỡ network automation possible way of achieving network automation mà này đầm bay ban network automation nâng dương ai possible way ai kia khá tam standard có đôi chia tam test bed có đôi chia tam researcher work chẳng vì mình thi khó khó khăn và sân chia tam standard mostly cái focus to learn network nhóm hiểu bạn sẽ nhóm dạy mong tới cứ network data analytic function để nâng nóng service based architecture để thở ca chăm bách cứ thở miễn service based architecture hay thở miễn connectivity đôi chị AMF AMF SMF system management function thở miễn interface N1 N2 chúng ta đồng bây achieve anh ấy bàn trong cái hiện việc tha anh ấy cứ mình chỉ nói là bạn ấy tha to tới dương implement năng món đồng bây bàn network automation tam standard của ấy standard đang sắp ấy đọc buôn đọc rám cứ kẻ identify hình chăng bởi sao là dương trong bàn network automation tam standard to tới dương bạn này thật network operator cứ kẻ apply tam following standard step ok tầng ổn năng đã thở ca configure user plan function ở toàn tầng tam relay ok tầng tầng đồng bây bàn network data analytic function năng tại bản thân chỉ tam test bad bỏ ETSI cứ anh chạy bàn thay dân thua tam đối để figure cái câu hỏi cái câu bàn này là tam figure connectivity reference model năng dân cho information bình năng hay dân compute tam decision making entity manage entity chẳng tầng hay bản thân chỉ tam researcher work chỉ tụi tới dân đăng sáng với researcher cứ work in progress cầm rõ miên researcher na để thua end to end cứ bắt cắt chuyển miên chúng nói ai mua proposal nơi không năng này còn tại proposal nó cứ reasonable ban này thế proposal bắt cắt cứ reasonable cả zoom bắt cắt cứ miên simulation ai rồi có ban này thế vì reasonable chỉ mua nương relate researcher work môn đài chẳng phía chán cứ cái quạt phở để bay nơi đó automation nó cứ kê chủng rồi ai phở deep reinforcement learning là sao deep reinforcement learning nó cứ chỉ long term anh ấy thà self organizing network cứ chỉ concept self organizing network organizing hay việc chỉ close loop control này chẳng bằng cái persuade dưỡng ai researcher cứ persuade từ lơ deep reinforcement learning nâng hay đâm bay assist từ lơ researcher work nâng bán nhóm cố hiện connecting đâm bay assist vì researcher work màu virtualization aspect nó cứ dân thử per paradigm tầng on năng SDN anh chị bên thay này khác cái per convert này này khác cái per ta researcher khác cái per tầm mùi chẳng tới hay SDN NLV âm IC năng hay bên này để convert được việc SDN NLV chúng âm IC năng tới cứ dân man virtualization aspect năng để âm IC cứ chúng nuôi từ lượng computing resource hay NLV cứ chúng nuôi từ lượng elastic computing rồi có adaptive resource allocation năng virtual network function năng hay SDN cứ programmable control. Ai tên chế bản thân dân gạt state vì data plan, dân ao miền control plan, dân miền RESTful API, dân nạp đăng phí service requirement, nó cứ SDN. Trong bên này thì dân convert bởi nâng, cho khi tới dân ai assist AI best approach bởi dân bản, dân ai chùm nuôi từ lưu AI best approach bởi dân bản. Bởi sao là dân deep reinforcement learning, dân phở SDN, nâng, SDN mô dù nâng ấy, dân bây gạt state, hay dân phở SDN nâng hay controller nâng hay đồng bây apply cho flow rule installation rồi có policy nâng đồng bây apply action nâng hay dân phở NLV nâng hay đồng bây anh dạy bạn thấy MEC đồng bây calculate reward
hay dương ai phở NLV nó là dùng apply action và này là action nó cứ offloading decision action nó resource allocation dương nó phở NLV nó là dùng create chỉ forwarding graph viền L1 tới viền L2 và tổ mất tới viền L7 chỉ service function chain này nó cứ NLV này chẳng hết bạn nhầm lược lang thang cả convoy đầu viên technology tổng nó cứ ai chụp nối đó network automation rồi có AI based approach lại nó nhầm phở bị network automation nâng AI based approach tâm phần AI based approach nó cứ network automation là nhầm chẳng vậy nên chả này cứ reference main, GPP release, ETSI Ghana, này cứ paper để nhầm query vô máu. Xong ở con này, anh chia sẻ này để nhầm vệ sản anh đang tự lên máu. Và mình từng ngồi ấy, nè để mơ vi tạo nó, được có mấy anh email mà. Bạn, bạn. Ở con chứ đang rồi hình mà. Nên ngay tâm vết tới tổ bóng dương cổ nâng chuẩn này phê sai sắp nửa tì xung đạp presentation session mới ai thả sang sắp nửa tì xung đạp bọt bằng hàng ai thả đọc nửa tì xung nửa dùm lại anh chẳng tại ạch ấy dương anh mới tham sắp nửa tì xung chẳng chẳng một đoàn tiết ở con rồi hình xung đạp bọt bằng hàng là bọt có bài ấy thằng ạc nếp là mình xung nửa dương anh xung nửa dương anh chỉ phải xây hà nơi khá đông năng xem nên ngay cái gì mình đã kêu mình xin nô tại tôi mới bật bằng hàng ấy. Và sản phẩm mình thấy nhóm mình pin xin nô trong số Brahim này thay khay khay. Nên ngày Brahim dạy tại tôi mới transition probability này lại nên nhóm của nhóm thợ bơi điện đã tại nhóm điện mới tại tôi mới Michaelian property nhé. Nên nhóm chọn năm thay thay là bây giờ Brahim dạy tại tôi mới probability transition probability cái này nó tại dương bây giờ từ previous experience đó thì có dương là biểu tham bây giờ từ phổ biến data mà thì có historical data phổ biến mới giờ dương đầm bay giờ mà ra đầm bay cái này transition probability cho nói này transition probability bà sân chỉ tư tới bà sân chỉ fix fix action fix state cứ transition probability nó đơn tầm rồi biết rồi bạn này ta nơi không state mùi nắng về để apply action năng claim state năng tầm call mà chấm hiện tiện đó cơ probability rồi về rồi ta bản thân chỉ ưu thế hoa tha action bao dương kẹt tàu một prediction này ban đây thằng về clear ban đây ta dương là just phân năng hay về nơi miền là interfere về nơi miền a để tha môi để tha nơi không nên với việc cắt trở về a môi việc probe ba với a predict chân tới transition probability cứ thử take call chấm bạch on năng bạn này là từ step và top nó cứ vi ở exactly mà rồi vi rồi vậy chắc nhưng thể identify viết sản phẩm dương do vi mà sản rồi bạn này là gì từ tới bản thân thà fix action fix step dương những ban step st plus one nó mà rồi vi rồi tại bản thân chia step probability bao dương ta zone trích buồn tới chắc nhưng do chạy vi tam năng từ vậy identify next step nè và bản thân chia thà apply scenario say nhau anh nhé vì này nhau ở đang thay là không feel feel say mà chỉ ta bản thân chỉ không game best series chỉ tôi tới game best series action một cái cứ pick ấy chẳng action một cái chẳng transition probability cứ việc thiết chọn rồi vậy rồi ta bản thân chỉ không network bản thân chỉ dùng miền action na để tiện tông chỉ mỗi lần adjusted bandwidth record channel assignment cứ việc chuyên cá việc ai pick thì bộ information communication mode đó cứ việc tăng tầm miền tiện tông mỗi noi record interfere rồi việc best station chẳng cứ cái này nó cứ next step bảo dưỡng up specific cụ thể hóa thành transition probability bảo dưỡng xong chạy vốn cứ dương chạy tam nào bà này ngày hãy tụi nó clay cho khởi mới tiết trang như thế là bây đây Brahim dạy cho tôi một concept bảo machine learning algorithm đó người thay dương miền input và tạo máy dương miền machine learning model tạo máy dương miền output chẳng cái này cho tôi một machine learning model đó Brahim dạy cho tôi một computing resource ta nó ai dương xong đào từ lưỡi tới bây giờ dạy computing resource cho nên nè bà phụ ấy bên này đại dương collect data màu hay model bao dương đại dương từ sale thằng thay chỉ tụ tao dương từ sale trong TensorFlow rồi có library anh chẳng tới cứ viết tay tạm biệt computing time mày chẳng ba thay chủ môi nó input data set thì họ thay bao input data size dương bao màn machine learning thử compute prepare màn nó cứ dương thở miễn entity môi dùng rạp compute vì thường mấy cũng oi à computing time nó bị overload nó lấy bằng này thay này khá nông à propose nên nó cứ phía chọn cái phở anh ta âm ý xây dùng rạp assist được có cái miễn entity môi trẻ lẹ dùng rạp compute vì thường mấy cũng oi computing time nó bị overload nhưng slide đang thay